Chào các bạn, mình là Lê Vi từ Trung tâm Anh ngữ VVN. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần số 1 và phần số 2 của bài thi nói tiếng Anh A2. Như các bạn đã biết thì trong phần số 1 của bài thi nói tiếng Anh A2 thì là phần chào hỏi và chúng ta sẽ giám khảo sẽ hỏi chúng ta một số các cái thông tin như là hỏi về tên ạ. Có thể chúng ta sẽ được yêu cầu đánh vần tên hoặc là đánh vần họ. Sau đó thì chúng ta sẽ phải nói, có thể chúng ta sẽ được hỏi thăm về sức khỏe hoặc là hỏi về ngày sinh. Chúng ta cùng thực hành nhé. What's your full name? What's your full name? My full name's Vũ Thị Lê Vi. How do you spell your first name? How do you spell your first name? It's V-V-Y. How are you today? I'm very well, thank you. When's your birthday? I was born on September the 5th, 1987. Như vậy chúng ta vừa mới thực hành xong phần số 1 của bài thi nói tiếng Anh A2, rồi chúng ta cùng chuyển sang phần số 2 của bài thi nói. Trong phần số 2 của bài thi nói thì giám khảo sẽ hỏi chúng ta gọi là phần tương tác xã hội. Trong phần thi này thì giám khảo sẽ hỏi chúng ta một số các cái câu hỏi liên quan đến những cái chủ đề liên quan đến các cái chủ đề quen thuộc. Ví dụ như là giám khảo sẽ hỏi chúng ta về gia đình, về sở thích, về quê quán, mua sắm, bạn bè hoặc là về việc đọc sách, nghe nhạc, vân vân. Vậy thì trong phần này chúng ta sẽ giám khảo sẽ hỏi khoảng 3 đến 5 tổng cộng thì giám khảo sẽ hỏi chúng ta khoảng 3 đến 5 câu hỏi. Chúng ta sẽ cần lưu ý những cái điểm gì trong cái phần thi nói phần số 2 này ạ? Sẽ có 2 điểm chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là chúng ta nhớ là luôn luôn phải phát triển cái câu trả lời của mình hay là luôn mở rộng cái câu trả lời của mình. Ví dụ như giám khảo sẽ hỏi chúng ta là Do you watch TV? Do you watch TV? Chúng ta có xem TV không? Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng mở rộng câu trả lời bằng cách là chúng ta có thể nói là, ví dụ như chúng ta có thể nói là có xem TV thì chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi WH questions. Ví dụ như là chúng ta xem cái chương trình TV nào, chúng ta xem trên kênh nào, chúng ta xem TV vào thời gian nào, chúng ta xem TV với ai, chúng ta xem TV ở đâu và tại sao chúng ta xem TV, hoặc là chúng ta dành bao nhiêu thời gian để xem TV, ví dụ như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta không cần phải trả lời tất cả các cái câu hỏi đó đâu ạ. Thì bây giờ chúng ta cùng thử xem một cái câu trả lời mẫu nhé. Do you watch TV? Yes, I do. I often watch the news in the evening. Besides, I also watch movies and game shows. I like watching TV because it's relaxing. Lưu ý thứ hai là chúng ta luôn luôn phải nhớ là hãy liên kết ý của mình, hãy liên kết ý. Tức khi chúng ta có hai sở thích chẳng hạn thì chúng ta phải sử dụng cái từ nối để liên kết giữa hai cái đó với nhau thay vì việc là liên kết ý hàng loạt nhé. Ví dụ như là giám khảo hỏi chúng ta một cái câu hỏi là What do you often do in your free time? What do you often do in your free time? Thì chúng ta có thể trả lời như sau ạ. Ví dụ thế ạ. Well, in my free time, I like watching TV. I often watch the news in the evening. Besides, I also listen to music. My favorite kind of music is pop. I like listening to music because it helps me relax after hard working hours. Rồi, như vậy là mình vừa mới giới thiệu với các bạn về phần bài thi nói số 1 và số 2 trong bài thi nói tiếng Anh A2. Và để chúng ta có thể thực hành thêm các chủ đề nói trong phần số 1 và phần số 2 này thì chúng ta qua phần số 1 và phần số 2 trên trang web tiengAnhB1.com khóa học tiếng Anh A2 các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video sau.